Chào các bạn Bây giờ là 10 giờ 15 phút thứ tư Ngày 21 Tháng 9 năm 2022 Tức là Ngày 26 Tháng 8 năm nhâm dần Thời gian này là chúng ta tiến hành làm lộc Cuối cùng Của vậy Các loại vậy Vậy là lộc 3 lọc cuối cùng Chúng ta làm như thế nào? thì tùy vào cái hiện trạng vườn nhà và mục tiêu để các bạn làm. Ví dụ những cây vải u hồng này mình thu hoạch mình chẳng bấm chẳng tỉa gì lộc lá rất nhiều. Cho nên vừa rồi mình chỉ bón ít phân gà thôi, không cần bón phân gì. Còn bây giờ lộc lá nó nhiều như này, bây giờ khoanh thừa lọc rồi, chẳng cần phải nhiều lọc nữa. Tuy nhiên vì thầy vụ nó chưa đến khoanh sớm thì nó kéo dài nó dễ suy kiệt hoặc nó có thể ra lọc cho nên mình làm đúng thời vụ căn làm sao trước khi ra hoa đậu quả à, trước khi ra hoa khoảng bốn năm năm ngày lọc cuối cùng thành thục cho nên mình cho ra thêm lượt nữa vậy là mình cho ra thêm một lượt nữa chỉ là cho thêm lượt thêm thời gian cho nó phù hợp thời vụ và lọc lá quá nhiều này cho nên mình chỉ phun sâu để giữ không cho sâu thế thôi Còn đối với những cây vải thiều Sau khi ra hoa Đậu quả xong Mình bấm tỉa thưa Lọc lá nó thiếu Ví dụ ra hai đợt lọc nó như này Thì mình cảm thấy thiếu lọc Thì lọc 3 Và tất cả vườn nhà mình năm nay Mình đều không rắc phân không làm gì từ khi đậu quả ăn giờ nhé À không rắc phân hóa học ấy Và mình đã bón phân gà một bao khoảng độ 2 đến 3 bao hai à, đến à, 1.2 bao. tùy. Nhưng cảm giác cây này nó hơi thiếu lọc một chút. Ít lọc. Thì bây giờ là cuối cùng mình có thể rắc một chút phân tùy điều kiện nếu chúng ta làm được có điều kiện và mục tiêu đầu tư cao thì chúng ta rắc NPK chất lượng cao. Còn nếu chúng ta không làm được thì chúng ta rắc đạm rồi tưới trên phun phân và lá trên phân phân vườn lá. Còn tiếp theo, bây giờ như mình nói chia sẻ tiếp, nếu cái vải chúng ta nhiều lộc, nhiều lá, đủ lá rồi, thậm chí có thể gọi là thừa lá, nhưng thầy vụ chưa đến giống như vải u hồng. Và thầy vụ còn sớm thì chúng ta chỉ phun thuốc sâu bình thường để giữ lộc, không cần phải bón phân gì. Như cây này, lộc bao dậm xanh đậm mà thầy vụ còn sớm Tuy nhiên lọc nó ngắn thì chúng ta có thể như mình vừa nói rắc phân và phun phân vân lá cho kéo dài cái lọc dài ra và nhiều lọc nhiều lá để cho cây lá lọc nhiều. Đây là những cây vải ra sớm. Còn giả sử những cây vải mà nó ra muộn thì chúng ta phải thực hiện biện pháp kỹ thuật tỉa để cho nhanh ra lọc và phun phân vân lá nếu như muộn vừa vừa thì chúng ta phun phân một lá dầu đạm muộn quá hơn một chút thì chúng ta dùng n dùng kích thích để cho ra bằng được muộn nữa khi kích thích ra lọc thì khi lọc vừa ra đều chúng ta lại phải dùng npk dầu kali để chúng ta phun còn những cái vải mà ra sớm ví dụ cây này bây giờ nhũ lọc nó quá sớm nó sớm khoảng 10 năm 20 ngày nó nhũ lọc ba rồi vậy bị làm như thế nào nếu thông thường vải theo mình cắt được lọc là mình tính toán làm sao thời gian đông chí là giữa tháng 12 từ 15 đến 25 tháng 12 hoặc trước đông chí 10 ngày là mình khoanh mà thường mình hay khoanh thời gian đông chí tuy nhiên cây này nó ra sớm ví dụ bao giờ là tháng 9 21 tháng 9 đến 22 tháng 10 3 tháng nữa vậy thời gian quá sớm mình có thể mình khoanh sớm khoanh sớm mình làm như nào thì bây giờ mình đợi lập của nó vừa nón chuối hoặc trước nón chuối chưa ban, vừa ban xong. Mình khoanh luôn giống như cây vải tháng 3. Mình khoanh rộng. Sau đó nếu sợ phải tiếp tục ra lọc thì mình có thể bón một lượng à, N, một lượng kali tương đối nhiều. Mình rắc kali ở đây nhằm mục đích gì? Kali nó là muối, thậm chí có người còn bón muối. Để cho ức chế quá trình ra lọc làm cho cây vải nghỉ bón muối nhá à quên kali nhá nó muối khoáng thì riêng chúng ta bón kali giai đoạn này nó có tác dụng gì nó ức chế quá trình ra lộc và sau này thì khi vải ra hoa đậu quả nó cũng cần kali Nhất là sau này quả quả chín thì rất đẹp quả đấy còn sau khi chúng ta bón kali xong thậm chí đến thời gian trước khi ra hoa khoảng 10 năm đến 30 ngày hoặc 10 trong khoảng đấy các bạn làm được thì các bạn có thể bón thêm lân Đấy. bởi vì trước mình đã bón kali rồi thì sau khi vải nó nhũ chuẩn bị nhũ hoa 10 năm đến 30 ngày thì chúng ta bón thêm lân ví dụ một cây như này chúng ta bón thêm khoảng độ ba cân lân một cây này khúc khoảng độ cứ gọi là 30 đến 50 cân quả phải không bởi cây này nó hơi thưa hơi nhỏ mình quay cây nhỏ để dễ nhìn còn cây này mà chúng ta bón để ức chế không cho nó ra lộc chúng ta có thể bón một cân đến 2 cân. Nếu chúng ta đã bón kali từ trước để cho ức chế lọc, không cho nó ra lọc nữa thì sau này khi chuẩn bị bón đón hoa, chúng ta chỉ bón kali không thôi. À. Chúng ta đã bón kali và lân trước khi ra hoa và đón hoa và ức chế lọc rồi thì sau này đậu quả xong thì chúng ta lại bón một lượng NPK dầu đạm để cho quả nó to. À. như vậy các bạn nhá, thì có gì đến sau làm quả chúng ta tính sau cảm ơn các bạn xem video của mình chúc các bạn có những biện pháp kỹ thuật làm mà lọc vải phù hợp để có gì anh em chia sẻ mình lại làm video để chia sẻ quan điểm của mình